nhận sim có sóng đầy đủ. Thì lúc này thì bao tool nó sẽ báo active thôi các bạn, không có gì hết à. Giờ mình tiến hành mình kích hoạt bình thường thôi. Các bạn chọn ngôn ngữ, kết nối wifi. Thường thường ở hiện tại tạo tài khoản nó sẽ gặp một số lỗi như thế này ha. Thì giờ mình chia sẻ với các bạn cái cách đó, mình tạo hầu như là thành công 1000% luôn á các bạn ơi. Những cái dòng này thấp thấp mình tạo ok hết nha. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận cái máy iPhone nó bị không khả dụng này các bạn. Bị tình trạng như thế này thì các bạn ghim vô máy tính nó không có nhận ha. Đầu tiên các bạn phải thử cho mình một cái sim trước nha. Mình nói cái vấn đề này khá là kỹ ha. Nhiều lúc anh em cứ la làm không mà gặp chúng cái máy nó đã ba bát hello rồi á, thì hỏi sao không có reactive backup được. Nó nhận sim có sóng nha, mạng đầy đủ á. Mình tiến hành đưa về chế độ recovery. Những cái dòng máy này các bạn cứ tắt máy cho mình đi. Vừa ghim cáp để giữ phím nguồn ha. Từ iPhone 8 trở lên thì các bạn vô chế độ recovery như thế này là hợp lý nha. Sau khi mình đã về chế độ recovery á, thì mình mở cái bao tool trên máy tính, copy cái số series, mình đi kiểm tra coi thử nó có iCloud hay không. Mình tiến hành mình xử lý nha các bạn. Cái này thì các bạn cứ làm từ từ thôi, đừng có gì nôn nóng. Wow, có iCloud rồi các bạn ơi. Thôi trước mắt thì mình Ramdisk mình giữ lại file backup trước cho nó hay ha. Rồi mình làm gì mình làm nha các bạn. Có iCloud thì các bạn không có nên restore hoặc là flash lại cái máy của mình nha. Rồi lỡ may nó dính iCloud ẩn các bạn không nhớ thì nhe răng cười thôi các bạn ơi. Đầu tiên mình kiểm tra nó iOS máy trước nè. Này iOS 16. Vào chế độ bonus thì trên tool nó có sẵn đó các bạn. Các bạn cứ làm theo hướng dẫn trên tool là được ha. Cái tool này thì nó chạy tự động thôi. Hầu như là các bạn nào làm cũng được ha. Nó khá là đơn giản. Giờ mình vô chế độ DFU. Các bạn đừng có chọn cái only DFU ha, để có gì nó vô chế độ DFU á, nó tự động nó chạy chế độ bonus cho mình luôn. Bonus là chế độ DFU đặc biệt đó các bạn. Mình vô để mình boot Ramdisk đồ này kia thôi. Lúc này thì mình đợi cái tool nó làm việc. Mình nhìn trên cái device manager bên góc trái á, nó lỗi driver hoặc là lỗi gì á, thì mình xử lý nha. Các bạn nên mở cái tab này lên nha. Rồi mình cứ đợi cho nó vô chế độ bonus. Rồi nó trên tool nó sẽ có những cái hướng dẫn á. Mình thấy cái tool này nó chạy khá là nhanh với lại nó đơn giản lắm các bạn. Sau khi nó vô chế độ bonus thành công á, giờ mình tiến hành mình boot Ramdisk. Cái iOS hồi nãy là iOS 16.7 thì các bạn chọn cái ô 16.4 cho mình. Nhớ là fit lại cái driver nha các bạn. Driver nếu mà nó chưa chuyển xuống cái USB driver á, thì mình chuyển xuống thủ công. Rồi các bạn chọn đúng iOS mình boot Ramdisk thôi. Nhớ là chọn đúng cho mình nha. Các bạn chọn lộn có khi nó bị boot lốp á, nó teo táo ha. Rồi bấm boot Ramdisk, mình đợi cho nó tải cái file trên server chủ về, nó đưa cái máy mình vô chế độ Ramdisk. Rồi mình backup hotspot. Các bạn có thắc mắc vì gì thì để lại bình luận bên dưới ha. Rồi mình hỗ trợ giúp các bạn nè. Oh my God. Rồi các bạn đợi cho cái tool nó boot Ramdisk. Khi mà nó boot Ramdisk, nó mau data thành công á, mình backup hotspot. Cái con máy này nói chung là khách hàng cũng quen ha, người ta nói thích cập nhật phần mềm mới á, cập nhật lên mới nhất á, mà sao cái mật khẩu đổi tới đổi lui bị quên rồi. Nhờ mình hỗ trợ thôi các bạn. Rồi sau khi nó mau data thành công á, này iOS cao nhất luôn nha các bạn, 16.7.11 nè. Giờ mình tiến hành backup hotspot. Làm gì làm, những cái dòng mà iPhone X đổ lại nó bị mật khẩu á. Nếu mà các bạn rảnh nên backup cái file lại trước ha. Nhiều lúc nó dạng như nó về hello, mình có file mà mình reactive full sim nha các bạn. Sau khi nó backup thành công nè thì các bạn nhớ kiểm tra lại cái file backup cho mình nha. File backup chuẩn là nó như thế này nha các bạn. Nó có số email, số series này kia đầy đủ ha. Rồi trong này là cái file login iCloud á, rồi các bạn kiểm tra đầy đủ luôn. Nó có rồi tiến hành mình factory reset thôi, là xóa trắng cái máy á các bạn. Rồi lúc này thì mình đợi cho cái máy nó xóa xong ha. Rồi mình tiến hành mình lặp lại những cái bước ban đầu rồi mình reactive nó thôi. Cái video này thì mình nói khá là chi tiết ha. Sau khi ba bát xong á, mình chia sẻ với các bạn cái cách mà mình tạo cái tài khoản iCloud mới cho khách hàng luôn nha. Tạo mà hầu như là 100% thành công nha các bạn. Rồi sau khi mà đã xóa xong nè thì các bạn nên kết nối wifi, kích hoạt lại tới màn hình mà khóa chủ sở hữu trước đi, rồi mình reactivate lại. Sẵn có cái máy này thì iOS mới á, mình lên video mình chia sẻ với các bạn luôn ha. Rồi sau khi mà nó hiện màn hình hello khóa chủ sở hữu á, mình trở lại cái tool, mình lặp lại hai bước ban đầu là chế độ bonus, rồi mình boot Ramdisk. Rồi thay vì mình backup cái file backcode á, thì mình reactivate nó thôi. Các bạn làm từ từ, mình làm ha. Cái này thì nói chung mình thì làm quen á, làm khá là nhanh. Còn anh em mới làm từ từ thôi. Mình nói cũng khá là dễ hiểu. Mời để mình đợi cho nó chạy thôi các bạn. Driver thì nó lỗi thì mình sửa thôi. Nói chung các bạn chạy chuẩn chỉ những cái con dòng iPhone đó là hầu như là mình làm nó nhanh ha. Còn nếu anh em mới làm mà không có rành lắm thì cứ nhắn tin cho mình. Mình biết thì mình hỗ trợ ha. Sau khi mình vô lại chế độ bonus nè, rồi kiểm tra driver đầy đủ á, tiếng Anh mình boot lại Ramdisk và reactivate nó. Thì trước khi các bạn reactivate á, cái máy này các bạn vô cái phần này nè, bỏ chọn cái tích skip setup ấy. Có nghĩa là bỏ qua cái phần cài đặt, các bạn đừng có chọn nha, để cái gì lát mình tạo tài khoản luôn. Tại như thế nào thì các bạn cứ xem video các bạn sẽ hiểu ha. Giờ mình bấm reactivate cho nó nhanh này các bạn. Thì nó bỏ qua cái bước, không phải bỏ qua mà dạng như là mình bấm dạng như là 2 trong 1 á, nó tự động nó boot Ramdisk rồi nó reactivate cho mình luôn, để mình khỏi thao tác nhiều ha. Còn các bạn cứ làm từ từ thì mình boot Ramdisk trước rồi mình reactivate cho mình nha. Chứ nhiều lúc các bạn chưa có rành mà làm nhanh quá thì nó cũng hay gặp ra mấy cái lỗi lặt vặt nha các bạn. Mình đợi cho nó reactivate thành công á, rồi mình kích hoạt tới cái bước mà mình tạo cái tài khoản mới ha. Hầu như những cái máy mà iPhone đã qua sử dụng đó các bạn tạo tài khoản hiện tại thì nó cũng hơi khó khăn ha. Mình lên video này mình chia sẻ với các bạn là cái cách mình bypass rồi mình tạo tài khoản cho khách hàng luôn, combo luôn. Rồi nó reactivate là thành công nè. Cái máy mình nó sẽ khởi động lại về màn hình hello. Tại hồi nãy mình bỏ cái dấu tích cài đặt, giống như là bỏ qua cài đặt rồi, thì nó chỉ lên màn hình hello xin chào thôi. Nhận sim khởi sóng đầy đủ. Thì lúc này thì Bluetooth nó sẽ báo active thôi các bạn, không có gì hết à. Giờ mình tiến hành mình kích hoạt bình thường thôi. Các bạn chọn ngôn ngữ, kết nối wifi. Thường ở hiện tại tạo tài khoản nó sẽ gặp một số lỗi như thế này ha. Thì giờ mình chia sẻ với các bạn cái cách đó, mình tạo hầu như là thành công 1000% luôn đó các bạn ơi. Những cái dòng này thấp mình tạo ok hết nha. Các bạn cứ kích hoạt từ từ. Kích hoạt tới cái bước mà lúc tạo tài khoản nè, các bạn đừng có thiết lập sau, tạo trực tiếp ở đây cho mình luôn. Bấm tạo trực tiếp tài khoản ở đây luôn là hầu như là thành công nha các bạn. Còn các bạn cho nó vô trong menu á, tạo tài khoản á, thì hầu như có những cái máy nó đã tạo nhiều quá thì nó sẽ hay gặp ra cái lỗi mà không thể tạo vào lúc này, hoặc là kết nối với trình iTunes rồi này kia nha. Cái này thì các bạn tạo tài khoản bình thường thôi, có Gmail thì nhập vô, không có thì mình tạo cái đuôi iCloud.com cho mình nè. Tạo một tài khoản bất kỳ thôi các bạn, tên tuổi gì cả để các bạn tự đặt. Nhớ cho mình là cái mật khẩu á, lúc mà tạo nè nó hỏi cái mật khẩu á, thì mình đặt là 8 ký tự, có chữ có số và một chữ viết hoa, với là không có trùng những cái ký tự mà trên cái tên tài khoản iCloud là được nha. Các bạn đặt cái gì thì các bạn đặt, nói chung các bạn đặt dễ nhớ để mình dùng luôn. Rồi lúc này là nó xác minh cái số điện thoại này trong máy nè các bạn. Cái bước này thì có khi nó chưa có active á, nó không có gửi cái mã code cho mình ha. Các bạn bấm thiết lập sau nè, có gì mình vô menu á rồi mình lấy tin nhắn sau nha. Các bạn cứ làm như mình hướng dẫn là ok, chuẩn chỉ thôi. Rồi đó, như vậy là tạo thành công nè. Rồi các bạn đợi cho nó kết nối với server chủ rồi nó tạo cái iCloud thành công cho mình. Tiếp tục mình kích hoạt vô menu chính, rồi mình xác minh 2 bước, hay là mình chuẩn hóa cái tài khoản iCloud của mình lại nha. Rồi vô ngon lành nè các bạn. Đó, giờ cái mã nó mới nhận nè, giống như là nó phải sim là phải trong menu, hoặc nói chung là cái sim các bạn để điện thoại bình thường thì nó mới nhận code hay sao các bạn ơi. Thôi giờ mình xóa tin nhắn cũ đi, mình lấy cái mã code mới nè. Rồi các bạn xác minh lại cái số điện thoại hai bước của mình, nên xài số chính chủ nha các bạn. Nhiều lúc các bạn lấy cái số tào lao bưởi đao quá là sau này nó mất sim mất số thì mình tài khoản này nó không có xác minh được các bạn ha. Rồi ngon lành đó các bạn. Giờ tiến hành mình chuẩn chỉ cái tài khoản để mình tải game, tải ứng dụng này kia cho nó hợp lý nha. Các bạn vô Apple Store giúp mình tải một cái ứng dụng bất kỳ, tìm cái ứng dụng nào cũng được các bạn. Thì mình để mình chuẩn hóa cái tài khoản của mình trước đi, rồi sau này các bạn tải gì tải thì mình bấm tải một ứng dụng bất kỳ nè, các bạn bấm cài đặt rồi nhập cái mật khẩu lúc nãy các bạn tạo vô. Khi mà mình nhập mật khẩu xong á, đợi một lát nó sẽ hiện ra cái tab mà dạng như xem xét, điền những cái thông số cho nó hợp lý cái tài khoản của mình nha. Các bạn bấm xem xét nè, rồi chọn quốc gia mình nơi sinh sống á, các bạn muốn chọn quốc gia nào cũng được. Rồi bấm tiếp theo, ở đây mình chọn Việt Nam nha. Rồi ở đây mình không có thẻ Mastercard hay là trình thanh toán gì, các bạn bỏ qua. Ở đây đặt cái tên đường, tên đường gì cũng được các bạn, đặt tên Việt Nam là được rồi, quận huyện. Rồi mã zip code là mã bưu chính ở quốc gia các bạn á. Nhập số điện thoại 10 ký tự, các bạn bấm tiếp theo, đợi một lát là nó sẽ hoàn tất cái tài khoản ID Apple của mình nè. Cái này là tài khoản này là chuẩn rồi nha các bạn. Rồi giờ tiến hành mình tải thôi. Khi các bạn tải á, nó sẽ hiện cái thông tin mà mình có muốn lưu cái tài khoản này hay không á. Các bạn muốn lưu lần sau mình không cần nhập mật khẩu á, thì các bạn bấm lưu. Còn nhiều lúc các bạn muốn nhập mật khẩu á, thì các bạn bấm để sau hoặc là gì đó. Đó, cái này là mình bấm lưu luôn nha, để lần sau mình bấm tải cho nó nhanh các bạn, không có cần nhập lại mật khẩu nó rườm rà. Subscribe vào YouTube này nhớ. Như vậy là Apple ra cái phiên bản iOS mới á các bạn. Những cái máy ví dụ như 6S đến X á, iOS mới á, ví dụ con máy này là iPhone 8 này, iOS 16.7.11 á, mình cũng Ramdisk 3 bắp bình thường hết các bạn ha. Các bạn có cái máy như thế này á thì mình mở tool mình chạy thôi, không có thành vấn đề ha. Hầu như là những cái máy này mình test á, ok mình mới lên video cho các bạn xem. Các bạn cứ mạnh dạn mạnh tay mà làm thôi. Các bạn thấy video hay á thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.